Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 8 tháng 12 năm 2018, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp chúng ta đã đi qua cái phần khái niệm, và phần thứ hai là chúng ta đang phân loại nghiệp. Trong phân loại nghiệp thì chúng ta đã nói cái phần thứ nhất là chúng ta phân loại nghiệp theo đạo đức tâm linh. Tức là nghiệp phân một cách tổng quát là nó là hai loại, một loại là bất thiện, một loại là thiện. Cái thứ hai nữa là chúng ta phân loại theo cái nơi mà cho quả tái sinh. Tức là khi chúng ta tạo nghiệp thiện hay bất thiện rồi thì những cái quả nghiệp này nó sẽ đưa đến tái sinh. Những quả nghiệp này đó nó có thể hoạt động trong cái kiếp hiện tại. Tức là có những quả nó trổ liền trong kiếp hiện tại. Có những quả thì nó trổ liền trong cái kiếp tới. Có những quả nó sẽ trổ không biết bất cứ lúc nào. Nhưng mà có một cái quả nó sẽ trổ sanh trong cái giờ mà chúng ta sắp lâm chung. Tức là khi mà hấp hối đó thì là bắt cái cảnh, bắt một trong cái ba cảnh trong cái giờ cận tử. Chính những cái cảnh này nè, nó sẽ hình thành cho một cái sát na kế tiếp, là nó hình thành ra một cái tâm quả tục sinh và chúng ta đi tái sanh. Mà do cái cảnh mà trong lúc cận tử mình nắm cái cảnh đó, bắt cái cảnh đó thì nó in hình trong cái tâm quả đưa đến cái tái sanh. Và cái tâm quả đưa đến tái sanh này đó là chúng ta tách ra một cách chi tiết. Tức là do cái tâm quả mà đưa đến tái sanh đó thì chúng ta có thể tái sanh trong cái luân hồi là nó ở ba cái cõi, là cõi dục giới. Dục giới đây à. Tái sanh trong cõi sắc giới và tái sanh trong cõi vô sắc giới. Đây là ba cái cõi còn luân hồi. Thì như nhiều lần sư cô nói đó, nếu mà chúng ta không đắc thiền sắc giới thì chúng ta không có đắc thiền vô sắc giới, thì chắc chắn con đường tái sanh của chúng ta sẽ không đến 20 cõi chư thiên của những cái bậc đắc thiền định. Như vậy con đường còn lại của chúng ta đó là 11 cõi. Thì trong đó đó, cái quý báu nhất đó, là chúng ta được sinh ra làm chư thiên hoặc là loài người. Chư thiên thì có 6 cõi chư thiên, mà cái căn bản là do chúng ta giữ giới và hành giới. Nói một cách ngắn gọn là nó như thế. Nó nằm trong cái giữ giới và hành giới. Là khi chúng ta đạt được cái điều này thì có con đường tái sanh đến cõi chư thiên là con đường không có gì khó khăn cả. Còn nếu yếu kém hơn một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ tái sanh làm người. Và khi mà chúng ta đó không đạt được hai cái mức độ này thì cái mức độ mà chúng ta rơi xuống là các cái cõi khổ. Như chúng ta biết đó, là khi chúng ta rơi xuống các cái cõi khổ thì trong ba cái quế nhiễm của chúng ta là tham, sân và si. Thì cái này là cái mạnh nhất, tức là cái si này là cái mạnh nhất. Nó che khuất cái trí tuệ chúng ta, làm chúng ta rơi xuống cảnh khổ. Cho nên cái này là khi mà chúng ta học giáo pháp và chúng ta hiểu rồi đó, thì chúng ta thấy bất cứ một cái gì mà chúng ta sử dụng mà nó làm cho chúng ta mê mờ đi, nó hình thành một cái thói quen. Nhưng mà cái thói quen này đó là nó những cái tập khí mà nó làm cho mình mê mờ. Cho nên trong cái chữ ma mà sư cô giảng cho quý vị đó, thì nó ngoài cái nghĩa nó là cái một cái si ám nó che khuất đi, thì nó còn nói là tất cả những cái gì mà nó hình thành nên một cái thói quen, mà cái thói quen đó là cái nghiện. Thì cái nghiện này chính là cái si. Nó là cái cốt lõi để đưa xuống các cái cảnh giới đau khổ. Như vậy thì chúng ta đây, chúng ta sẽ xem coi hàng ngày để cái thói quen chúng ta là chúng ta nghiêng cái gì nhiều nhất. Và cái nghiện nó định nghĩa như thế này. Đây là một chúng sanh. Và đây là cái đối tượng. Đối tượng này nó thuộc về dục lạc. Thì khi mà chúng sanh này đó sử dụng cái đối tượng này để thọ hưởng cái dục lạc, thì cái chúng sanh này đó chủ động đi tìm dục lạc. Con đường của người này đi là chủ động để đi tìm. Khi mà đưa vào sử dụng đó là để biến thành một cái thói quen.
Mà cái thói quen này đó nó nặng lắm, cho nên cái thói quen này đó nó trở thành ra nghiện. Vậy nó sẽ đi con đường ngược lại thế này. Thì đây là nó đi đường, con đường nó chi phối, nó sai sử, nó điều khiển. Thì ở đây đó, nó sẽ hình thành một cái chữ, là chữ nghiện ở đây. Thói quen nó biến thành nghiện, nhưng mà khi nghiện là nó đi con đường ngược lại. Bao giờ cũng vậy, người ta chủ động đi tìm dục lạc. Người ta thích hưởng, người ta hình thành một cái thói quen, người ta muốn hưởng cái dục lạc đó. Nhưng mà đến một cái giai đoạn đó, mà cái đối tượng thuộc về dục lạc này nó chi phối, nó sai sử, nó điều khiển thì nó trở thành nghiện. Lúc đầu chúng ta uống trà, vì chúng ta nghĩ rằng buổi sáng có trà nóng thì nó ấm người. Rồi uống lâu rồi thì chúng ta thấy là nếu mà buổi sáng mà nó thiếu trà thì nó giống như có một cái gì đó nó thiếu thiếu. Cho đến một cái thời gian nữa thì chúng ta không thể nào mà chúng ta không uống trà được cả. Cà phê cũng vậy, thuốc lá cũng vậy. Rồi bài bạc cũng vậy, ma túy cũng vậy, dục tinh cũng vậy. Cho nên nghiệp là thói quen. Và cái thói quen nó bao giờ nó cũng bắt đầu bằng sự chủ động. Và cái con đường thứ hai mà của chúng ta rơi vào trong cái tâm tối đó, thì bao giờ nó cũng bắt đầu ở cái chỗ là cái sự chủ động này đã biến mất. Và cái đối tượng này nó trở nên chủ động, nó chi phối. Và chúng ta không có thể nào cưỡng lại được. Biết mình sai rồi, biết mình không đúng rồi, nhưng chúng ta không cưỡng lại được. Cái nói mà không cưỡng lại được đó là bởi vì trong cái si này đó, nó cũng có nghĩa là chìm đắm. Nhưng chúng ta có cái phước báo làm người thì chúng ta đã hiểu rõ rồi, chúng ta có cái phước trí. Thì ta không thể nói câu đó. Khi chúng ta nói câu đó thì chúng ta chính là con cái của ma dương. Còn khi chúng ta là con cái của Phật thì chúng ta nói như thế này: đây là một cái thói quen quá nặng, nó đã trở thành nghiện ngập rồi. Nhưng những cái gì tôi đã tạo tác ra sai thì tôi cũng có thể tạo tác đúng. Đó là cái tiếng nói của cái phước trí ở trong tâm của mình. Mà nó chính là cái tâm thiện trí của mình, nó nói được điều đó và nó làm được điều đó khi chúng ta là con người. Còn khi mà nó rơi xuống các cái cõi khổ rồi, đặc biệt là trong cái cõi của quỷ khổ và ma và quỷ đó, thì khó mà nói được cái này, mà khó mà có thể hành động như thế này. Khi chúng ta còn là con người đó, cái nỗ lực chúng ta có 100 lần thôi. Nhưng mà khi chúng ta rơi xuống những cái khổ cảnh rồi đó, thì cái mà mình phải tu tập để mình thoát ra đó, phải đi tính hàng tỷ lần. Cho nên những cái gì mà chúng ta đã sai rồi thì chúng ta nói với mình rằng là sửa được. Tại vì mình có một cái năng lực chủ động. Mà khi mình còn là cái thân người thì cái phước báo của người có thân người là bao giờ cũng có cái phước thiện và phước trí. Vậy chúng ta hãy sử dụng cái năng lực này. Mà chúng ta đã bỏ quên bởi vì chúng ta đi vào cái con đường thọ hưởng cái dục lạc. Và con đường này là con đường thoái đọa. Con đường sẽ đưa xuống các cái cõi khổ. Bởi vì nó bị chìm đắm trong cái sự thọ hưởng đầy mê muội của mình. Cho nên sư cô nhắc lại cái này rồi quý vị, khi mà mình thực hành đó, hàng ngày mình có thể thực hành được đó, thì chúng ta nhớ nè, những cảm thọ khởi lên đó là cái hoạt động mà tất cả những cái chúng sinh nào có lục căn nó đều hoạt động như vậy. Nhưng mà mỗi chúng sinh nó khác nhau ở chỗ là khi những cái cảm thọ này khởi lên đó, thì mình thụ hưởng ra sao. Nói rõ gì cũng chẳng hạn gì. Bây giờ đó là chúng ta có cái phước báo và chúng ta nhìn xung quanh mọi người cũng có cái phước báo. Đó là thí dụ mình ở trong cái thế giới của những người giàu có thì đó là cái phước báo. Nhưng mà khi mình có cái tiền bạc dồi dào rồi đó, thì cái cách mình sử dụng cái tiền bạc đó ra sao mà mình thành là
một cái người mà ta gọi là gọi là trưởng giả, hoặc là gọi là một cái người gọi là phú gia, mà cái nào ta gọi là trọc phú, là do cái cách mình sử dụng cái phước báu của mình, là sử dụng cái tài sản đó. Chị hiểu cái này chưa? Như vậy thì tất cả những cái cảm thọ nó chúng ta khởi lên á, từ cái cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ thuộc về pháp thiện hay thuộc về pháp bất thiện, và cả những cái cảm thọ thuộc về khổ đau, thì cái vấn đề là chúng ta đã xử lý nó ra sao. Và cái xử lý đó nó nằm đây, nó nằm trong cái tâm động tốc đẹp. Và cái người tổng chỉ huy của cái việc xử lý tất cả những cái vấn đề đó chính là sở hữu tư đây. Mà trong cái phần thứ hai của cái nghiệp, chúng ta có nói là đó là hành động có tác ý, tức là sở hữu tư nó hoạt động ngay đây, hoạt động nơi cái tâm động tốc này. Như vậy chúng ta đây xuất hiện trong cái hiện kiếp này, chúng ta là con người. Chúng ta khoan nói là nam nữ, chúng ta khoan nói là phước báo của ai ai, chúng ta khoan nói cái chuyện đó. Chuyện đó là những cái chuyện tiểu tiết. Cái chuyện cốt lõi đó là chúng ta xuất hiện trong cái đời này để mà chúng ta nhận lại tất cả những cái quả chúng ta đã gieo. Và khi mà chúng ta tiếp nhận vậy đó, thì chúng ta mới ứng xử với những cái quả này sao? Chúng ta xử lý nó ra sao? Thì đó là vấn đề là chúng ta gieo trồng cái nghiệp mới này hay chúng ta thoát khỏi. Khi mà chúng ta xử lý vậy đó là chúng ta câu thông ra sao? Và lần trước chúng ta nói rằng hãy nhìn cái tâm mình trước, nó là những cái cảm thọ thuộc về pháp bất thiện khởi lên hay những cảm thọ thuộc về pháp thiện, phải nhận ra mình trước. Hai nữa là mình nhìn cái đối tượng đó để mình biết rằng người ta đang ứng xử với mình bằng cái pháp gì, để mình biết là mình sẽ câu thông cái gì đây, hay là mình không câu thông, hay mình không câu thông. Cho nên chúng ta thấy là bây giờ đó, hai cái luồng điện này nó khi nó chạm nhau nó phải giật, nhưng giờ chính giữa chúng ta để một cái vật cách, nó không thể nào giật được. Như vậy khi mà cái quả nó trổ sanh, nó nối kết giữa cái người này với người kia, thì bao giờ nó cũng có một cái lực hút rất mạnh để nó tạo tác. Thì cái chất cách điện của chúng ta nó nằm ở cái gì? Nó chính là cái thiện trí của mình. Cái thiện trí này để mình thấy cái pháp chân đế, là mình thấy cái tâm mình hiện là nó thiện hay bất thiện. Mình thấy cái tâm người đó thiện hay bất thiện, thì câu hỏi tiếp theo của cái thiện trí của mình hỏi rằng như vậy pháp bất thiện đang khởi sanh trong tâm mình, và pháp bất thiện đang khởi sanh trong tâm của một cái chúng sinh đang là cái người đối thoại với mình đây, mà cũng chính là cái quả mình đây, thì mình nói pháp bất thiện hay mình nói pháp thiện? Mình từ giả cái quả bất thiện này mình ra đi, hay mình ở lại với nó, mình cột chặt với nó? Hãy trả lời. Nếu chúng ta ra đi thì có nghĩa rằng chúng ta phải sám hối, và chúng ta nói rõ rằng tôi không dám làm, không dám nghĩ, xong không dám nói như người đang ứng xử với tôi. Còn nếu chúng ta ở lại với nó mãi thì chúng ta hãy giận đi, chúng ta hãy buồn đi, chúng ta hãy trách đi, chúng ta hãy phiền não đi, chúng ta hãy cằn nhằn đi. Mà mỗi lần nhớ tới thì chúng ta vẫn còn tức giận. Đó là chúng ta cột lại vĩnh viễn trong những cái sai lầm của chúng ta mà chúng ta không chịu buông để mà ra đi. Đó là một cái nguyên lý về tâm linh. Mà nếu mình không hiểu thì không ai cứu mình được cả. Chúng ta không phải đến lễ Phật, chúng ta cúng bông hoa tươi đẹp, trái cây, chúng ta cúng diền tam bảo vân vân, mà chúng ta có thể thoát ra được. Nhưng mà chúng ta đến chùa, chúng ta cúng bông hoa tươi đẹp, chúng ta cúng trái cây, chúng ta cúng diền tam bảo, hộ trì tam bảo, để mà chúng ta nguyện cầu cho cái phước báo trí tuệ chúng ta trổ sanh, để khi mà chúng ta rơi vào trong cái khổ cảnh đó, thì chúng ta nhận ra. Chúng ta nhận ra nơi tâm chúng ta có quế nhiễm, nơi tâm những người nào có quế nhiễm, vậy chúng ta đang để cái phần nào nó phát sanh giữa cả hai bên để nối kết cái gì? Để mà nối kết cái gì?
Và như vậy chúng ta cần một cái màn cách ly nơi đây. Cái màn cách ly này nó chính là cái thiện trí, hiểu biết để thoát ra. Cho nên chúng ta có hai cái loại phước, một cái loại gọi là phước thiện và một loại là phước trí. Cái phước thiện để cho mình đó có nơi ăn chốn ở, có tiền có bạc, có sống với những người mà người ta đối với mình bằng cái tình thương, có thể nâng đỡ nhau, có thể bảo bọc nhau để mà sống yên ổn với nhau, đó là cái thuộc về cái phước thiện. Nhưng mà cái phước trí á, nó sẽ giúp cho mình gì? Giúp cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta có mặt trong đời này để chúng ta gieo trồng tất cả những cái quả lành, thấy không? Và tất cả những cái thiện lành mà chúng ta có được trong vô lượng kiếp chúng ta tạo tác được mới được làm người, đó là cái pháp thiện và thiện trí, hai cái này. Ngoài ra không có gì hết. Còn nếu chúng ta không nhận ra đó thì chúng ta sẽ bị cột trong cái ái luyến này. Chúng ta luyến cha, luyến mẹ, ai luyến anh, luyến em, luyến con, luyến cái, luyến chồng, luyến vợ, luyến nhà, luyến cửa, luyến tài sản, sự nghiệp, luyến công danh, chúng ta luyến đủ thứ đó. Mà chúng ta không nhận ra rằng đó là những cái phương tiện, đó là những cái điều kiện để cho chúng ta phát triển cái phần tốt đẹp của chúng ta. Và khi chúng ta không nhận ra như vậy đó thì chúng ta sẽ bám lấy tất cả những cái đối tượng mà đem lại cái sự tốt đẹp chúng ta, là cái phước báo nó trổ xanh đó, thì chúng ta bám vào. Có bao giờ chúng ta nghĩ một người có phước như mình á chết làm ma không? Tại vì nơi đây nó bám, nó thành ma chỗ đó. Và khi nó không chấp nhận, nó phản ứng dữ dội lên thì lập tức từ ma nó thành quỷ. Còn không, nó cứ khóc than, nó cứ rền rĩ mà không hiểu tại sao, bởi vì nó đã bị che khuất bằng cái si. Cho nên hãy nhìn ngay cái hiện tại chúng ta luyến với ai mà nó thành nghiện. Có những người già rồi đó thì luyến cháu nội cháu ngoại nó thành nghiện luôn, tại vì xa nó chịu không nổi, nhớ nó chịu không nổi. Thì chúng ta hãy coi chúng ta đang bám cái gì, chúng ta nghĩ mình từ bỏ được không? Nếu mình từ bỏ được mình thoát, còn không con đường khổ cảnh sẽ rơi xuống. Sư cô giảng cái này nhiều là bởi vì sư cô hiểu rất rõ rằng phần lớn chúng ta chết là rơi vào cái cõi của quyền khổ đó. Phần lớn, cái phần lớn mà Đức Phật nói rằng đó là con người mà cái lúc mà thân hoại mạng chung đó thì đi tái sanh đó, mà để thành ra con người với chư thiên thì nó ít như là hai cái sừng ở trên con bò. Còn rơi xuống các cái cảnh khổ đó, ngoài những cái ác nghiệp thì chúng ta ai cũng nhận ra được rồi. Người này đi địa ngục là biết rồi, người này đi Atula là biết rồi. Còn rơi vào cái ma quỷ này đó, nó chiếm một cái phần là hơn 2/3. Mà chỉ vì nó bám dính rồi thôi, vì nó không nhận ra thôi. Và khi mà chúng ta đó là có một cái thói quen bám vào cái gì đó thì nó cũng đi theo những cái đó đó, nó làm cái niềm khao khát, nó cháy bỏng ở trong tâm đó. Khát, và người ta gọi nó là cái khát vọng, đủ thứ khác cả. Và nó thêm một chữ nữa là nó đói nữa, tại vì nó không bao giờ cảm thấy đầy đủ, cho nên có nghĩa là nó đói. Và nó khát, nó cháy bỏng ở trong tâm của nó, cháy bỏng cả cái cổ, cháy bỏng cả cơ thể của nó, là bởi vì nó thèm muốn, thèm muốn những cái sự thụ hưởng này. Và mỗi người có cái thèm muốn khác nha, không ai giống ai cả. Và chúng ta có nhận ra điều đó nơi mình không? Nếu chúng ta nhận ra điều đó nơi mình, bây giờ chúng ta có sửa đổi không? Nếu chúng ta không sửa đổi thì con đường của quỷ khổ là con đường sẽ hiện hình. Quý vị sự tập nha. Bây giờ mình nghe một cái bài nhạc, mình nghe một cái bài thơ người ta ngâm, mình đang xem một cái phim mà tới cái giờ nó cao điểm, tới cái giờ mà cái sự cuốn hút mình mạnh mẽ nhất, mà cái lúc đó mình nhận ra rằng
cái tâm mình nó đang chìm đắm đó. Mình hỏi mình cắt được không? Cắt đi. Cắt rồi thấy nó có liên tiếp không? Nếu nó không liên tiếp cho phép coi nữa mà nó liên tiếp, đi làm chuyện khác. Bởi vì khi chúng ta chưa thành thánh thì cái niềm đam mê này, thấy không? Cái ước muốn mà thọ hưởng này và cái đam mê này luôn luôn có mặt. Chúng ta thử cái sự hiểu biết của mình, sự tu tập của mình, cũng như những cái khát vọng nơi mình nó đã khởi lên, và những cái bám víu, những cái thói quen thọ hưởng của mình đó, cắt được không? Cái sự tu tập nơi cá nhân mình, cái riêng của mình đó, ở cái chỗ đó, là khi mình thấy mình sai, khi mình thấy mình chìm đắm đó, mình hỏi cắt được không? Và mình cắt được, thì cái đó là chúng ta đã có một cái năng lượng lành tốt. Và chúng ta cứ tiếp tục như vậy để mà những cái năng lượng này nó càng lúc càng mạnh. Cho nên là quý vị thấy trong kinh Phật của Phật giáo Đại Thừa cũng như là cả Phật giáo Nguyên Thủy, mà Phật giáo Nguyên Thủy ít nói hơn, là ta nói là trí tuệ kim cương. Là bởi vì cái chữ cái kim cương đó, nó có cái khả năng, cái sức mạnh của nó có thể cắt đứt hết, mà cắt rất là bén, mà rất là nhanh, mà nó không gây một cái thương tổn gì cả. Nó cắt là cắt được. Thì chúng ta tập đi. Chứ còn mình có cái phước mình học được cái giáo khác mà mình không có tập thiểu. Còn tính cách của mình khó thay đổi lắm, nhưng thay đổi được, vì chúng ta có thiện và thiện trí. Cái thiện chúng ta làm nhiều để làm gì? Để cho đó là chúng ta được sự bình an. Bởi vì khi chúng ta làm điều thiện thì chúng ta không phạm giới. Lúc phạm giới không có làm điều thiện. Và từ cái chỗ đó nó cho chúng ta sự bình an, nó cho chúng ta sự ổn định, một cái đời sống thuộc về vật chất ở thế gian này. Và đó, tiếp theo cái con đường đó là chúng ta phải phát sinh cái trí tuệ. Nhiều lần sư cô nói rồi, đó là trí văn, trí tư và trí tư. Không ai cho mình hết. Tất cả những gì mà chúng ta học được ở trên cái thế gian này mà nó là tốt đẹp và hữu dụng với chúng ta, thì hãy nhớ đây là một cái tài sản chúng ta còn đi theo trong luân hồi rất nhiều kiếp. Chúng ta thấy một cái vị mà đắc vào dòng thánh, giỏi cái này, giỏi cái kia, giỏi cái nọ ở pháp thế gian, thì không phải trong cái đời tu này, mà trong nhiều kiếp đó, vị này khi mà luân hồi trong cái đời sống đã rèn luyện giỏi rồi. Cho nên chúng ta học pháp thế gian mà học những cái pháp thiện lành tốt đẹp, thì đó là một cái tài sản lớn. Như khi đi vào trong con đường tu tập, chúng ta có được cái phước báo thuộc về chánh pháp, thì cái chánh pháp này nó chỉ xuất hiện với chúng ta khi chúng ta có đầy đủ cái phước thiện. Chúng ta có đầy đủ cái phước thiện thì chúng ta đó sẽ gặp được chánh pháp. Cho nên đó, khi chúng ta làm điều thiện đó, chúng ta phải câu thông cái phước trí. Vì vậy mà tất cả những cái điều thiện chúng ta làm đó, thì chúng ta luôn luôn nói rằng với cái tâm trong sạch mà con đã làm được cái điều thiện lành này đây đó, cho con được phát sanh trí tuệ cho đến ngày kia mà. Đó là chúng ta nối lại, chúng ta nối nó lại, để mà khi mà chúng ta được cái phước thiện đầy đủ hoặc dư giả rồi đó, thì chúng ta biết sử dụng cái đó để tăng phước trí và tăng phước thiện. Quý vị thấy thí dụ như ngài Sivali nhé, thấy ngài xuất hiện ở đâu thì ở đó đó, tất cả những người mà ở trong cái cộng đồng của ngài đó thì đều cũng hưởng được đầy đủ những cái phước báo vật chất hết, được hưởng đầy đủ đó. Ngài bà xuất gia 7 tuổi, cạo đầu vừa mới đọc, tóc lông móng răng da là xong, cạo xong cái đầu đắc quả là ha. Rồi 7 tuổi sa di vậy mà đi trong cái tăng đoàn đó ha, là đi tới đâu là người ta cúng dường đầy đủ hết cho tất cả. Không có chỗ ở thì lập tức chư thiên phải tạo ra chỗ ở. Cho nên hai cái phước này nó phải đi song song đó. Đi song song đó. Sư cô nói với vị nghe chuyện này,
ở trong chùa đó là sư cô gặp các cái cô mà làm ở dưới bếp hoặc làm những cái việc mà coi như là giống như là chăm sóc lo lắng cái này cái nọ. Thì các cô đó là có hai cái mình gọi là hai cái dòng suy nghĩ đi. Thì một cô á, một nhóm á, thì tới cái giờ mà giảng pháp là bỏ hết đi nghe pháp. Còn một nhóm thì nói rằng nếu bỏ hết thì dưới này ai làm? Bỏ hết thì dưới này ai làm? Cho nên á là người ta vẫn làm. Thì bây giờ ai đúng ai sai? Sư nghĩ sư cô nói rằng ai cũng đúng hết. Bởi vì cái làm bếp nó thuộc về phước thiện, mà đi nghe pháp nó thuộc về phước trí, cho nên người ta chọn phước trí là người ta đúng. Rồi bây giờ đó là cái khi mà người ta đi nghe pháp hết mà mình vẫn ngồi ở dưới làm á, là có phải mình chọn phước thiện không? Mình không làm phước trí không? Thì sư cô nghĩ là không phải người ta chọn cái phước thiện. Nhưng mà vì đó người ta nghĩ rằng là bây giờ sau khi nghe pháp xong rồi đó thì mọi người còn đi vào cúng kiến rồi có một cái bữa trưa cho nó đúng giờ giấc. Mà nếu mình không làm, mình bỏ hết thì ai làm đây? Thì thôi cái chuyện cần làm là cứ làm đi đã. Và quý vị biết cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ gì không? Cái suy nghĩ là nó làm cho mở cái tâm rộng ra. Không có chọn lựa phước báo. Chuyện gì cần làm thì làm. Thì cái người này đó, một khi mà đã đủ cái duyên phước mà nghe pháp rồi, nó mở rất nhanh. Mở không ngờ được. Còn mình lên mình nghe vậy đó, mà mình không đủ phước đó, thì nó là trí tuệ bắp dê. Nghe xong rồi đứng dậy rớt cái ráo, không còn miếng gì cả. Cho nên mình không có muộn màng cái gì cả. Cái gì thì cần làm hãy làm. Mình không đi tìm phước thiện, nhưng khi nó hiện diện rồi, nếu mình không làm là mình tổn phước. Lạ như thế. Cho nên là cái con đường tâm linh nó không phải là con đường của thương mại. Mặc dầu trong cái phước báo á, thì có nói rõ rằng cái phước trí thì nó hơn phước thiện. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái này thì không phải sử dụng với cái tâm của một cái người làm cái công tác thương mại, mà nó là cái tâm thuộc về cái từ bi và trí tuệ. Tức là nó phải có cái sự sáng suốt, nó phải có cái lòng vị tha khi nó mở ra. Quý vị hiểu rằng khi tâm thức của chúng ta mở ra thì cũng như tất cả các phòng này đó, các cửa đều mở ra thì nó sẽ thông thoáng thôi. Và mình thắng được cái gì? Mình thắng được sự vị kỷ, mình thắng được sự tính toán. Cho nên cái ngày hôm đó, cái người suy nghĩ như thế, phước báo rất lớn. Và cơ hội khi người ta được học pháp đó thì đã mở ra rất nhanh. Cho nên giữa hai cái này nè, chúng ta không có tính toán, mà nó xuất hiện vào cái lúc nào, cái thời điểm nào thì chúng ta ứng xử cho đúng vậy thôi, không tính toán. Cái này nó trợ cho kia nó trợ cho cái nào. Và sư cô nhắc lại lần nữa là khi tất cả chúng ta làm được cái điều gì thiện thì tự trong lòng của mình phải hồi hướng. Hồi hướng cho tất cả xong rồi mới cầu nguyện cho mình được phước báo trí tuệ. Đừng quên điều này. Đừng quên điều này. Nhiều người không hiểu, mới nói rằng sư cô ơi, con làm phước con không nhớ tới đâu. Con quên hết, con không nhớ tới đâu. Làm xong rồi thì thôi. Người ta tưởng cái đó là cái đúng nhất. Thương phải đâu. Không phải đâu. Quý vị nhớ bữa hôm sư cô kể quý vị nghe là có những người chết xuống mà có cái phước gặp Diêm Vương không? Thì Diêm Vương cũng điều hỏi. Ta phái 5 cái sứ giả lên trần gian, ngươi có thấy không? Nếu ngươi thấy thì ngươi đã làm gì? Thì lúc đó mình mới kể những cái điều thiện của mình ra. Mà lúc đó không kể được cái gì hết thì sao? Và chúng ta cũng nhớ rằng cái giờ lâm chung mà chúng ta nhớ lại những điều thiện chúng ta làm, hoặc những cái thiện trí chúng ta làm, thì cái phước báo là hết sức lớn lao mà. Còn cái mà cái người kia hiểu lầm ở chỗ á, là làm nhớ để kể lễ, nuôi con cũng kể. Con có biết là cha mẹ nuôi con cực đến giường nào không? Bây giờ con làm rồi,
con được rồi, nhà cao cửa rộng, con không nghĩ tới cha mẹ con như thế này thế này. Cái đó là kể lễ cái công lao. Không phải là mình quên đi mới là tốt. Mình nhớ mà nhớ một cách chính đáng. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là cái khi mà chúng ta nhớ lại cái điều lành thì cái thiện lành nó khởi sanh trong tâm. Khi tâm nhớ lại những cái điều đau khổ để chúng ta rơi nước mắt thì những pháp bất thiện khởi lại trong tâm. Nó sống động y như là cái lúc nó đã xảy ra. Và những cái quả nó vẫn trổ sanh như thế. Như vậy thì chúng ta nhớ tới cái điều thiện của mình để mà chúng ta biết rằng chúng ta đã có cái phước báo mà làm được rất nhiều điều thiện. Chứ không phải là chúng ta kể công ơn với người khác. Hai cái này khác nhau, đúng vậy không? Mình nuôi con không phải để kể công lao với con. Mình nuôi cha nuôi mẹ không phải để công lao. Mình giúp anh chị em không phải để kể công lao. Mình đi giúp từ thiện không phải để kể công lao. Mình hộ trì tam bảo không phải để kể công lao. Nhưng mình luôn luôn nhớ điều đó bởi vì đây là phước báo của mình. Quý vị thấy hai cái này khác nhau. Cho nên nhiều khi mình đọc sách hoặc là mình nghe pháp mà chưa có phân tích kỹ đó, thành ra mình hiểu không đúng. Chúng ta phải hiểu đúng. Những cái điều gì làm tốt chúng ta nhớ, ghi nhận đó để mình làm tốt hơn. Chứ không phải để kể lễ để mà bắt người ta phải nhớ ơn mình. Không phải vậy. Mình thi ân không cần báo đáp đúng, nhưng vẫn nhớ rằng mình có làm điều tốt. Là do cái điều tốt này mình cầu đến cái phước đó. Vì thế ngài Angulimala giết 999 người. Còn một người cuối cùng mà ngụy biện để giết là mẹ của mình. Mới nói rằng là thầy nói rằng là phải giết đủ 1000 người thì thầy mới truyền bí kíp cho. Mà hôm nay đó là mẹ tìm đến, mẹ cho mình đi đến thầy đó là học học hành rèn luyện như vậy đó. Mẹ mong có ngày mình được thành tựu. Nếu hôm nay mà mẹ biết rằng vì cái hoàn cảnh mà mình phải giết mẹ để cho đủ 1000 người để mà về trình với thầy, rồi thầy trao bí kíp cho đó, là đến khi mình thành công á thì mẹ cũng mỉm cười để mà coi như là chia sẻ cái sự thành công đối với mình. Cho nên là đuổi theo mẹ để giết. Nhưng mà cái phước của vị này nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là Đức Phật trông thấy mới hiện thần thông, mới ngăn cái cách ra là để cho vị này đuổi theo một vị sa môn. Thì cái vị mà Angulimala này mới nói rằng: ô, như vậy tốt quá, có một cái vị sa môn đã cản trở để ta không giết mẹ mình, thì như vậy cái ngày mình thành công đó thì sẽ có mặt mẹ để dự ngày hôm đó. Cho nên rất là vui vì đuổi theo cái vị sa môn này. Thì cái vị này sau khi mà về tu với Đức Phật rồi đó, thì khi ôm cái bình bát được khất thực, thì một hôm đó mới gặp một người sản phụ sanh khó. Cái này sư cô nhớ là cái tục lệ này ở Việt Nam vẫn có. Tại vì ở quê sư cô thì sư cô thấy có. Tức là người đàn bà hồi xưa đó, người ta sanh con là bà mụ tới nhà để sanh con. Nhưng mà những trường hợp sanh khó như thế đó, thì người ta mới đem một cái chiếc điện người ta trải ở giữa cái ngã ba đường, ngã ba cái đường làng đó, rồi người ta cũng lấy điểm lấy chiếu để dừng lại, rồi người ta làm cái chỗ mà sanh cho cái người nữ đó ngay cái chỗ ngã ba đường. Vì người ta nghĩ rằng là khi mà đem cái người sản phụ này ra đặt ở ngã ba đường đó thì nó rất dễ sanh. Thì cái chuyện này trong kinh nó cũng có nói là cái người sản phụ đó nằm ở ngã ba đường, thì không có thấy ai. Lúc đó mới thấy cái vị sa môn là ngài Angulimala này, thì mấy người nhà mới ra bẩm bạch với ngài, xin ngài cứu giúp giùm, bởi vì cái người sản phụ này sanh khó có thể chết. Thì cái vị này đứng chết trân, tại vì từ đó giờ đâu có biết cái chuyện này là cái gì, mà bản thân mình cũng không hề biết cái gì, thì bây giờ mới làm sao đây? Mà bây giờ đó người ta thỉnh mình thì bây giờ mình không làm là không làm làm sao, mà làm thì làm sao thì nó không có biết. Cho nên là ngài mới đứng ở chỗ phía ngoài đó, thì ngài không biết làm thế nào nữa. Ngài mới nói là với cái tâm trong sạch, và kể từ ngày mà xuất gia vào trong cái tăng đoàn của Đức Phật rồi đó, thì là không hề động gươm đao để chém giết với ai cả. Và cái tâm lúc nào cũng trong sáng, cũng là chân thật hết. Thì mong rằng với sự chân thật này đó, là cho người sản phụ này đó được sanh dễ dàng.
Thì ngày nguyện ba lần vậy xong thì cái đứa nó oa oa ra đi. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái phước báo này đó nó có thể san sẻ, nó làm thành một cái năng lượng lành, nó san sẻ được. Cho nên đâu có phải mình làm phước mình quên đi là tốt. Làm phước vẫn nhớ, nhớ để an vui, nhớ để mà sắc tấn mình, để mà nâng mình lên, để mình tiếp tục đi con đường thiện lành. Chứ không phải để đòi hỏi bất cứ ai phải bồi đáp cả. Vì chúng ta hiểu rất rõ rằng tất cả những gì mà chúng ta gieo xuống bằng cái thiện lành đây, chắc chắn chúng ta hưởng quả. Đó là cái luật nhân quả. Còn pháp thế gian á, là chúng ta nhốt mình vào trong cái mối quan hệ bánh ít đi mà bánh quy lại. Cái mối quan hệ mà bánh ít đi bánh quy lại là mối quan hệ của tham ái. Còn cái mối quan hệ mà chúng ta hiểu rằng chúng ta gieo một cái nhân lành, chắc chắn chúng ta sẽ gặt quả lành, thì đó là cái mối quan hệ của những cái pháp thiện và thiện có trí đây. Hai cái nó khác nhau. Vì chúng ta đó cứ nghĩ rằng đó là cái mối quan hệ bánh đất đi bánh quy lại là đương nhiên trong cái pháp thế gian. Đúng như vậy, đương nhiên trong pháp thế gian. Vì vậy mà khi nó vận hành trong cái pháp chân đế đó thì chúng ta không chấp nhận được. Ví dụ như bây giờ đó, một cái người mẹ mà hy sinh để nuôi một cái đàn con đó, mà đến khi nó lớn rồi nó bội bạc hết đó, thì trong lòng cái người mẹ đó không thể nào không chạnh lòng. Và cái chạnh lòng đó là gì? Cái chạnh lòng đó nghĩ rằng ít ra mình nuôi năm đứa con này đó, cũng có một đứa nó có một chút ân tình với mình. Nhưng mà té ra năm đứa cũng như không, đúng không? Bao nhiêu đứa cũng như không. Cho nên mình chạnh lòng. Và có khi mình tiếc cái công mình đã nuôi dưỡng nó, mình sai rồi. Tất cả những gì mà mình giúp đỡ cho năm cái đứa trẻ này đi, chưa khoan nói là con mình á, để mà nó nên dốc nên hình, để mà nó nên người đó, thì cái phước báo này không bao giờ mất. Nhưng mình sai ở chỗ á, là mình nghĩ rằng là năm cái đứa nhỏ này nó phải có một cái gì để mà nó qua lại với mình. Mình sai ở chỗ đó. Bởi vì cái nhân quả của mình đối với nó là nó đến đây là mình trợ duyên nó. Khi nó nhận đủ cái phần phước của nó rồi thì nó ra đi. Cái chỗ mà để nó nối kết đó không phải mình. Có khi đó là vợ con nó, có khi là gia đình bên vợ nó, có khi là bạn bè nó, có khi bất cứ ai không cần biết, nhưng cái chỗ mình nó hết rồi. Mình không nhận ra. Rồi mình á lại tiếc cái công lao, rồi mình lại khổ, thì mình nhuộm đen tất cả những cái tốt đẹp của mình. Vô ích. Mình cứ biết rằng mình nuôi con với tất cả tâm lòng. Bây giờ nó bay trên trời cao, nó không thấy mình, nhưng mình thấy nó là mình hạnh phúc. Bởi vì trong khi nó xoải cánh trên bầu trời như thế, nó lượn đẹp như thế đó, mình hạnh phúc theo nó. Nhưng mình không đòi nó là phải diễn ra trước mắt mình và nó phải thuộc về mình không có đòi hỏi vậy. Và mình hiểu thêm rằng khi mà mình giúp cho đó những cái đứa con này á, mà nó dang rộng cái đôi cánh ở trên cái bầu trời đó, mình hiểu rằng con đường tái sanh của mình đó thì cha mẹ mình cũng sẽ giúp mình như thế. Chứ không phải là cái đứa con nó quay về. Chúng ta đau khổ nằm ở cái chỗ là chúng ta chờ đợi một cái sự hồi đáp nơi chính cái người mà chúng ta đã trợ giúp, sai ở chỗ đó, nhầm lẫn ở chỗ đó, đau khổ ở chỗ đó. Và nó thuộc về pháp bất thiện nằm ngay cái chỗ đó. Nó là luyến ái, nó đi bằng cái công thức của nó là con đường hai chiều. Còn một cái pháp thiện nó là con đường một chiều mà thôi. Chúng ta chỉ biết giúp thôi. Nuôi một đứa con cũng là cái niềm vui của mình. Vất vả có, khổ sở có, đủ cả mọi thứ, nhưng cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà niềm vui lớn hơn nữa là chúng ta giúp những cái sinh linh bé bỏng này nè, nó được thành người. Và khi nó thành người, nó là một cái hài nhi mà chúng ta nuôi cho nó nên dốc nên hình,
Thì đó là cái phước báo mà chúng ta sẽ nhận ra rằng khi chúng ta tái sanh với bất cứ một cái hoàn cảnh nào mà chúng ta có cha, có mẹ, thì cha mẹ của chúng ta cũng sẽ giúp chúng ta như là chúng ta đã giúp những cái đứa nhỏ này đây. Phải nhận ra cái nhân và cái quả như vậy thì chúng ta mới thoát khổ, còn không chúng ta sẽ khổ mãi. Vì chúng ta cứ đòi hỏi con đường hay chưa? Đây là pháp thế gian. Pháp thế gian này đưa đến luân hồi, và pháp thế gian này đưa đến nước mắt khổ đau. Pháp thế gian này người ta sẽ nói rằng nó là kẻ phản bội, nó là đồ bất hiếu, nó là thế này thế nọ. Chúng ta nguyền rủa để mang khẩu nghiệp mà thôi. Chúng ta phải hiểu rằng phước duyên đến đây đã hết rồi. Những gì chúng ta làm tốt đẹp, chúng ta nhớ điều tốt đẹp đó để chúng ta được an vui. Còn bây giờ là cái lúc mà chúng ta nói rằng là thi ân bất cầu báo đây. Không cần sự báo đáp, vì chúng ta sẽ được hưởng quả này, chứ không phải chính cái người mà chúng ta gieo trồng đó quay trở lại với chúng ta. Nhớ điều này nhé. Cho nên á, là cái người Tây Phương đó, dầu cho người ta không có nghiên cứu triết lý gì đó nữa, nhưng mà cái phong cách mà sống trong dân gian của người ta đó, thì bao giờ cũng vậy. Khi người ta giúp mình cái điều gì mà mình cảm ơn hoặc mình hậu tạ người ta đó, thì người ta không có nhận cái sự hậu tạ đâu, mà người ta nói rằng là những gì người ta giúp mình á, mình có thể giúp được người khác y như vậy thì hãy làm. Đó là lời cảm ơn và đó là sự hậu tạ. Cái đó hoàn toàn chính xác. Và cái con đường nhân quả đó đúng là con đường thiện lành. Còn chúng ta vẫn gieo cái nhân lành, nhưng mà chúng ta phủ trùng cái tham ái lên đây. Và chúng ta nếu không phải một cái đời này thì chúng ta níu theo nhiều đời nhiều kiếp. Cho tham ái nó đi trong nhiều đời nhiều kiếp. Thí dụ bây giờ mình lấy chồng, bây giờ má chồng mình thì tất nhiên là thương các con của bà hơn là thương mình. Nhưng giờ khi đau khi bệnh thì không thấy người nào hết mà chỉ có mình thôi. Vậy thì bây giờ mình nghĩ sao? Nếu mà theo cái thông thường ở đời ấy, mình nói rằng ai ăn ốc đâu bắt mình đổ vỏ. Tự nhiên là tài sản bà chia cho mấy con bà hết, cái gì bà cũng mấy hết. Mà bây giờ tới chừng bà nằm chỗ đây rồi không có thấy cái người nào, chỉ có mình vậy thôi. Cho nên vừa làm vừa tức. Thì quý vị thấy cái pháp thiện và bất thiện của mình nó đang nhau như thế. Vừa làm vừa tức, vừa làm vừa tức, vừa làm tức. Lúc nào làm có phước, lúc tức là cộng phước. Nó cứ đang nhau vậy nè. Trong khi đó mình có một cái nhìn nhân quả rộng rãi hơn, mình nói thôi bây giờ bà lâm nguy như thế này thì đây cũng là cái ruộng phước của mình. Mình cứ nghĩ đây là một cái người già yếu bệnh tật, mà mình giúp được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Bởi vì rồi mình cũng có cái tuổi già, mình cũng không biết cái hoạn nạn tuổi già mình như thế nào, nhưng mình gieo trồng cái này để mình không có cái tuổi già như thế này là hạnh phúc rồi. Còn nếu mình thiếu phước nữa, mình phải rơi vô tình cảnh này, thì ít nhất mình cũng gặp một người như bà má chồng mình gặp mình đây, thì phước báo cực kỳ lớn. Còn không có lòng ích kỷ, cái sự so đo, cái sự tính toán, chúng ta sẽ tạo nên khẩu nghiệp rất nặng và tổn phước rất nhiều. Nó đang xen như thế này. Cho nên khi mà chúng ta học pháp, nó thấy cái nhân quả, thì chúng ta hiểu cho rõ cái nhân quả đi đi về đâu. Lớp này sư cô cũng nói rồi bữa nay chỉ đặt lại thôi, đó là mẹ Teresa, người nhỏ nhắn thế này, chứ không phải là một cái người cao lớn khỏe mạnh. Nhưng mà ai đó ở ngoài đường, ngoài xá mà bệnh tật ghẻ lở đó là hôi thối không ai nói tới, thì mẹ là cái người đích thân tắm rửa cho người đó và tìm mọi cách để mà đưa người đó về nhà thờ săn sóc cho đến khi lành mạnh. Và không phải một người, và không có phân biệt một cái gì cả. Người này ác hay là người này thiện, người này ra sao không cần biết. Và mẹ Teresa chỉ thấy rằng trước mặt mình là cái người đói, người khổ, người bệnh, người tật, thì giúp cho người ta thoát khỏi cái đói, cái khổ, cái bệnh tật là vui rồi.
cho nên được phong thánh ngay khi bà còn tại thế. Thì mặc dù đây là người Thiên Chúa giáo, nhưng con đường thiện lành thì không có cần thiết phải để một cái tôn giáo nào vào cả. Nó đi đúng cái con đường theo quy luật về tâm linh thì cái tôn giáo nào cũng phong thánh cho những cái vị đó hết. Mặc dù là cái định hướng khác nhau, nhưng mà cái con đường thiện lành này, cái con đường mà trải cái tâm của mình ra và đi đúng cái con đường nhân quả như thế, thì đó là con đường thánh thiện. Và con đường này chính là cái con đường mà làm chúng ta đó xóa đi những cái ích kỷ, những cái nhỏ nhen, những cái tính toán, và làm cho cái lòng từ bi chúng ta rộng rãi. Thì như vậy mình mới thoát khổ. Cho nên mình sống trong cái gia đình cũng vậy. Nhiều người đó thiếu cái phước đó, ở trong nhà đó ai cũng bừa bãi, ai cũng dục chạc đó. Mình dọn người ta còn quạo nữa. Nhưng mà dơ thì mình chịu không nổi. Nhưng mà thôi cứ làm thinh mà làm, nó chửi cũng làm. Tại vì mình không phải làm cho nó mà mình làm cho sạch. Nhớ, chúng ta làm cho sạch bởi vì cái nhà này mình muốn sạch thì mình làm cho sạch thôi. Còn nó nói tại sao đôi dép tôi để đây, bà bày đặt bà dọn bà quăng cái chỗ khác của tôi làm sao? Nhiều chuyện, ăn non biết làm gì làm xáo trộn cái chuyện của người ta không? Chứ đâu phải mình dọn dẹp mình để mình yên đâu, nó vẫn chửi mình như thường mà. Nhưng mình không giận, bởi vì mình muốn làm gọn sạch. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm, mình dọn chỗ đó sạch rồi để lại y chang cho nó. Nó không chửi mình nữa, để mình được làm phước. Làm phước khó lắm quý vị. Làm phước cũng có ma dương quấy phá nữa. Cho nên rồi chút nữa đây đó, chúng ta sang tới cái bài mà chúng ta thấy cái ma dương nó xâm nhập vào trong cái đời sống của tăng lữ đó. Thì chúng ta sẽ thấy đời thường của chúng ta cũng như vậy. Mà nếu chúng ta đó không có hiểu biết cái này cho rõ ràng để nó thành ra một cái sức mạnh thuộc về trí tuệ đó, thì chúng ta không xử lý được. Và chúng ta cũng mắc kẹt với cái lòng mình. Là cái ở chỗ đó mà khi mình tức lên rồi đó, thì bình thường đó mình cũng chẳng có tính toán gì hết. Không cần thiết phải tính toán, mà tức lên rồi là tính chơi vậy đó. Tính từ xu, từ cắt, từ gì tôi cũng tính hết đó. Mà tính rồi tôi không xài cho người khác tôi cũng tính. Bởi vì nó tức mà. Cho nên nó nô lệ cho cái sự tức giận của mình. Và những cái pháp bất thiện đó, nó kéo dây chuyền sâu đi, mà dẫn anh dũng để mà tiến vô. Thấy chưa? Điên lên rồi. Làm cho bỏ tức mà, làm cho bỏ ghét mà. Tao bây giờ tao đòi lại hết, một đồng xu tao cũng lấy lại, cái gì tao cũng lấy lại, tao lấy lại tao cho người khác, tao cũng không thèm xài đâu. Nhưng mà tao làm cho lợi gan tao mới được. Là chúng ta mắc bẫy trong lòng mình. Chúng ta mắc kẹt ở trong lòng mình bởi vì chúng ta không biết nhân quả. Bởi vì chúng ta không biết cái luật vận động của tâm. Và như vậy đó, ma dương trong tâm chúng ta đã thắng. Và chúng ta đây là một cái đệ tử mà phải nói là tích cực, dễ thương nhất của ma vương. Chứ không phải là đệ tử tích cực và dễ thương nhất của chư Phật. Lúc đó là mình con cái của ma vương rồi, chứ không phải Phật tử đâu nha. Cho nên ai là Phật tử đó, phải nhớ cái pháp danh của mình mỗi lần vậy đó, kêu cái pháp danh lên. Để coi cái này pháp danh này của Phật hay là của ma. Giật mình mà nhớ lại, để mà đem mình ra khỏi cái chỗ này. Còn không, chúng ta đi vào con đường thoái đó. Nhớ nha, cái chuyện chúng ta xa xảy vào trong các cái cõi khổ này, nó nằm ở cái chữ si này, đứng đầu. Vì vậy đây là một lần nữa để lặp lại, để cho Phật tử biết là Đức Phật nói rằng trong năm giới thì nếu phạm giới thứ năm thì bốn giới kia không thể nào không phạm. Hoặc là bốn giới kia đó phạm dễ dàng. Nói đây. Còn đây khi mình học về cái vấn đề tái sanh đó, mình nói rằng là nếu mà để cho si mà nó trùm phủ trong tâm mình á, thì bốn con đường khổ là con đường tất nhiên phải đến. Nó không phải là con đường sáng. Rồi bây giờ đó là chúng ta cũng nói về cái nhân quả trong cái
các cái ngạo quỷ này. Thì quý vị về nhà đó là mình sẽ đọc đi đọc lại để mình nghiền ngẫm. Bây giờ chúng ta tiếp theo đây. Bữa đó là chúng ta tới cái ngạo quỷ số 20 phải không? 18 phải không? Rồi, 18 chúng ta xong rồi. Ngạo quỷ số cá rá xong rồi. Giờ chúng ta sang ngạo quỷ thứ 19 ở trang 44. Trang 44. Đây là ngạo quỷ Manguli. Ngạo quỷ Manguli là ngạo quỷ có hình tướng kỳ dị, trông thật đáng ghê sợ, da thịt xù xì, lông lá xòm xòm, cùi lát đầy mình, mùi thúi tanh hôi không ai chịu được, răng hô ra chôm chởm, trôi nổi trên hư không, kênh kênh ói diều bay cả bầy cả lũ, áp lại cắn mổ, ngạ quỷ đau đớn khóc la thảm thiết. Ngạ quỷ Manguli mắt lộ ra như chim ụt, bụng lớn như cái trống cái, tay chân cong queo. Đây là cái cách sư cô hướng dẫn chung để khi mình về mình đọc lại cái tập ngạo quỷ này mình suy nghĩ đó. Tất cả những hình tướng lạ lùng này nó đều phát xuất từ những cái pháp bất thiện nằm trong các cái tâm bất thiện sam sân si này nè. Nó biến chuyển trong tâm mình như thế nào thì cái khi mà nó đi vào trong cái thế giới này thì nó hiện hình tất cả những cái hoạt động của cái tham sân si trong tâm của mình. Không ai nặng cái này ra và cũng không ai ác mà tạo ra cái này cả. Nhưng mà tất cả đây là những cái pháp ác ở trong tâm của mình á, nó đã vẽ ra khi mà những cái tham sân si này khởi lên thì nó thiên hình vạn trạng trong tâm ta. Và cái nào nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì khi mình chết rồi đó mà tái sanh vào trong cái thế giới này thì cái hình dáng nó là như thế. Nó đi bằng tâm. Và khi nó tạo tác vậy nó in hình trong cái quả. Và cái tạo tác này nó mang cái tính chất lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại rất là rõ nét. Và chúng ta cứ tính nha, cái phương pháp này chúng ta tính để chúng ta biết mà chúng ta hỏi mình dám làm không. Thì cái này đó một cái lộ trình tâm mà nó mạnh nhất là nó đi 7 cái tâm động tác. Và 7 cái tâm nó tạo tác ra cái nghiệp. Mà chúng ta nhớ một giây đồng hồ 250.000 tỷ tâm như thế này, thì chúng ta cứ tính một giây đồng hồ thì chúng ta đã tạo tác những cái nghiệp lành hoặc nghiệp không lành nó ra bao nhiêu. Thì chúng ta nghĩ rằng nếu như mà cái việc lành của mình lặp đi lặp lại thì cái phước mình nó được bao nhiêu. Mà tất cả những điều buồn rầu khổ não của mình á, mà mình lặp đi lặp lại á, thì mình đã nhuộm đen đời mình ra sao. Hãy làm một cái bài toán cho rõ ràng để chọn lựa. Và khi mà nó lặp đi lặp lại như thế đó thì nó in hình giống như những cái nét khắc, giống như mình phát quả qua rồi bây giờ mình đồ lại, phát quả ra đồ lại, thì đồ lại cái đường chính nó dẫn đúng mà nó có loe ra, rồi nó cứ tiếp tục nó đồ đi đồ lại. Thì cái khi chết rồi đó thì chính những cái nét mà khắc đây mà nó đồ đi đồ lại đây là nó hiện ra cái hình dáng này. Bởi vì chúng ta đã thấy ra chính trong cái tâm quả tục sinh đó, nó đã định hình những cái thành phần thuộc về sắc pháp. Chúng ta đã học rồi, nó định hình về sắc tính nam, sắc tính nữ, nó định hình về tất cả các căn, định hình về hình dáng và định hình về hệ thần kinh. Như vậy tất cả những cái hình dáng này là do cái sự tạo tác về nghiệp thiện và bất thiện đây. Mà vô kỳ loài quỷ đây là nó hiện hình tất cả cái dòng nghiệp bất thiện của chúng ta, mà nó đồ đi đồ lại, lặp đi lặp lại. Như vậy chúng ta nhớ nhé, mình cằn nhằn có nghĩa là lặp đi lặp lại. Mình phiền não hoài có nghĩa lặp đi lặp lại. Mình trách móc người ta hoài có nghĩa là lặp đi lặp lại. Mình nhớ lại những điều buồn mình khổ mình có nghĩa là lặp đi lặp lại. Thì chúng ta đang khắc họa nó bằng những cái nét và chúng ta tô đậm nó xuống đó. Và thưa quý vị, cái này không phải để cho người khác mà cho cái hình dáng của mình trong khi tái sinh. Đó là cái điều mà chúng ta không nghĩ ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái điều đó, cái việc đó, cái người đó, cái sự kiện đó, hoàn cảnh đó làm bức xúc ta thì ta không thể nào quên được.
Thành ra lặp đi lặp lại là cái chuyện tự nhiên ai cũng vậy. Ai cũng vậy, nhưng chúng ta có biết rằng đó là cái quy luật vận hành của tâm không? Mà quy luật vận hành của tất cả những pháp bất thiện nó là như thế đó. Mình cũng đâu có đi ra khỏi cái luật đó được. Chỉ trừ khi mình hiểu biết và mình thấy rằng cái lặp đi lặp lại này nó sẽ tiếp tục tạo tác. Và những cái dấu ấn này nó sẽ in hình trên sắc pháp và trên tâm pháp của chúng ta trên con đường luân hồi. Đâu phải cha mẹ mình sanh ra đó mà cha mẹ mình làm cho mình xấu đi đâu. Đâu có người cha người mẹ nào mà hoài thai một đứa con đó mà muốn đứa con mình tật nguyền, muốn đứa con mình dị dạng, muốn đứa con mình không xinh đẹp, muốn đứa con mình không thông minh. Tất cả cha mẹ đều muốn cho con cái mình đó, từ cái hình dung cho đến cái tâm tánh đều là tốt lành cả. Nhưng mà tất cả những cái sắc pháp, những cái tâm pháp này là do mình quyết định, do nghiệp mình quyết định. Và mình đến mình gá trong cái thai bào này bởi vì nó có sự trùng duyên. Tức là những cái duyên của nó có lặp lại, nó có sự phù hợp, nó kết hợp lại. Và cái duyên phước giữa mình đối với cha mẹ này hoặc cha mẹ này đối với con, nó là cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp để bây giờ nó có nối kết đời để nó hiển lộ cái nhân quả này ra. Cho nên tại sao mình sinh ra trong một cái gia đình mà ba má mình nó lại là thương mình ít hơn mấy người kia, cho mình hưởng những cái điều kiện về vật chất cũng thua sút những người kia trong mọi thứ. Đôi khi mình hỏi có phải đây là con rơi của ba mình không, hay là mình hỏi rằng có một cái gì đó mà mẹ mình ghét ai mà cái mặt mình giống người đó mà mẹ mình ghét mình đến như vậy. Thưa không phải, tất cả là nhân quả của mình. Tại sao ba má mình đẻ ra chị hai mình đẹp như vậy mà mình thì nó đi ngược lại làm sao? Không phải do ba má mình bất công, mà do tất cả những cái pháp bất thiện của mình nó làm cái vết hằn trong cái đời sống nội tâm của mình. Và cái in hình đó khi cái tâm quả tục sinh nó đưa đến thì nó sẽ tạo ra tất cả những cái sắc pháp này. Trách nhiệm đó là của mình, không phải của cha mẹ mình. Mà mình quán trách là mình sai. Và bây giờ nếu như mình muốn rằng trên cái con đường luân hồi đó, từ dốc dáng cho đến tâm linh của mình đó, là phải mỗi ngày nó mỗi phải sáng sủa ra, thì cái bắt đầu từ ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày hôm nay, những gì đã sai không tái lặp lại. Những gì là những cái pháp bệnh hoạn của tâm không lặp trở lại nữa. Khi mình ghét ai mình nói thế này: ghét quá, thấy cái mặt ghét quá. Nhưng mình hỏi chứ tâm diện ghét vậy, tâm sân. Mà nó ghét hoài đời tại nó ngu nó mới ghét hoài. Tại sao mà mấy người mình ưa đưa vô trong cái lòng mình chứ vậy? Tại sao cái thùng rác mình không thích mà cứ để giường ngủ chung là sao? Thì chưa đủ một thùng lấy thêm thùng nữa, lấy thêm thùng nữa, thấy không? Mà bạn đem tới thùng nào lãnh luôn thùng đó nữa là sao? Rồi tối ngủ còn khóc giùm cho người ta, thương giùm cho người ta, giận giùm cho người ta nữa, là thùng rác chất đầy vậy mà không thấy. Cho nên chúng ta đọc lại cái quyển Ngạo Quỷ này đó, chúng ta thấy những cái hình dáng nó để chúng ta nhận ra cái pháp thiện nào để cho cái con ngạo quỷ này nó có thể ăn mặc như chư thiên mà nó lại chịu khổ như khác khác. Chúng ta đọc để chúng ta suy gẫm lại. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo, chúng ta nói cái nhân mà do cái con quỷ mà măng gu lý này, nó đi đâu cũng có quả, có diều theo hết. Ngạo quỷ này kiếp trước là một người phụ nữ lên đồng cốt, giả dối cho là linh thiêng, thường gạt người uống rượu và sát sanh để cúng quỷ thần, mưu sĩ đủ cách bóc lột người. Do nhân ác đã gieo nên khi chết phải sanh vào cảnh địa ngục nước chua như axit. Thứ nước này khi đụng vào mình thì làm đau rát và làm lở lối mình da thịt
từ nhỏ ra to, đốt nóng chết đi sống lại, đau khổ thật lâu đời, khi còn sót nghiệp ác ấy tái sanh lại làm thứ ngạ quỷ này. Giờ sư cô nói cái chỗ này một chút. Càng ngày chúng ta càng học ra thì chúng ta thấy là cái thế giới của ma quỷ và thần là cái thế giới có thật. Và cái người mà làm cái thân người ở cái thế gian này đó, thì có những người vẫn câu thông được với ma, với quỷ, với thế giới bên kia có được. Nhưng mà khi người ta câu thông như vậy, tức là người ta thấy biết vậy đó, thì người ta đem cái điều gì tốt đẹp nhất đến cho cái người âm, và đem cái gì tốt đẹp nhất đến cho người dương, thì đó là pháp thiện. Nhưng người ta sử dụng cái sự câu thông này được, hoặc giả mạo là được, để mà đẩy người ta đó vào trong cái mê tín, vào trong cái tâm tối này đó, thì đây là một ác nghiệp. Vì thấy rõ chưa? Là một cái ác nghiệp. Vì chúng ta nhớ rằng lần trước đó, sư cô có nói vậy, trong cái thế giới của ma quỷ này đó, mình có thể phân làm hai loại. Một cái loại đó là khi người ta rơi vào cái khổ cảnh đó, mà do cái pháp thiện nó mạnh cho nên người ta vẫn tiếp tục ta muốn đi làm phước, ta muốn làm điều thiện. Mà có một số đó thì không chịu làm cái đó, người ta vẫn đi theo cái suy nghĩ riêng của người ta. Cũng giống như hiện tại mình đang sống ở thế gian này nè, mình thấy có những người đó đối với việc thiện người ta mở lòng ra rất nhanh, còn có những người ta ngó lơ, ta nói không, chuyện này là của nhà nước, nhà nước thu thuế thì nhà nước phải lo cái chuyện này, còn cái chuyện này là của mấy cái người mà người ta thích làm thì để người ta làm, chứ còn tôi không dính dáng gì ta. Nhưng mà cái tiền để người ta đi ăn đi nhậu, người ta đi bài đi bạc đi gái đi cung này kia nọ, thì cái chuyện đó người ta rất là rộng rãi. Người ta rộng rãi để làm chi? Để mua liền cái vé mà khi thân ngoại mạng chung rồi đó phải xuống cái chỗ đó. Quý vị thấy là cái hình ảnh của biết bao nhiêu người đại gia, hoặc là những cái gọi là những cái người đó gì, những cái công tử mà thừa hưởng cái gia sản của cha của mẹ để lại đó, thì đi vào con đường phung phá là rất là rộng rãi. Nhưng mà nói mà đi làm từ thiện hoặc là giúp đỡ hay hộ trì đình chùa miếu mạo gì thì không. Mình hay đọc hết cái cuộc đời của công tử Bạc Liêu thì không thấy, rất là tốt với những người đến với mình, nhưng mà đến trong thế giới của ăn chơi, thế giới của hưởng thụ, chứ không phải là giúp đỡ cho những người cùng khổ. Mặc dù người này không làm cái điều gì ác đối với xã hội hết, nhưng mà rất là ác với mình, tại vì đưa mình đi vào con đường dục lạc và nghiện những cái dục lạc này, và đem hết tài sản mình đập vào đây để đi đến cái sự thoái đọa, chứ không có nuôi dưỡng để mình đi phát triển lên. Cho nên không có ác với ai hết, nhưng mà ác với mình. Thì thấy rõ cái điều này chưa? Thành ra trong cái thế giới của những cái loài quỷ này nè, loài ma này nè, thì cũng có những người người ta biết đi làm phước, làm những cái điều tốt, thì từ từ những khi người ta có cái điều kiện, người ta phát sáng lên được đó, thì người ta sẽ thay đổi. Cho nên cái mà bữa hôm trước sư cô có nói với lại trong lớp này đó, sư cô nói là ở đâu nhiều ma quỷ nhất, xin trả lời ở chùa. Ý không, tai nạn xe cộ, thắt cổ chết, bệnh hoạn gì cũng đem vô chùa người ta ở đó. Và chính những người này nè, khi họ có cái phước báo đó, họ ở lại đây mà họ công quả ở đây, họ trợ duyên ở đây, thì đó là những cái người mà nó thuộc về loại ma hoặc là loại quỷ làm điều lành, thì rồi lại được hưởng cái phước là nghe kinh nghe pháp, thì từ từ nó phải thoát ra khỏi cái cảnh khổ nhiều hơn, vì nó có cái điều kiện để nó câu thông với pháp thiện, và có điều kiện để câu thông với thiện trí nhiều hơn, thì nó sẽ mở ra nhanh hơn để mà siêu thoát. Cho nên nhiều người đó, cha mẹ là người thân mình mất rồi cứ để có hũ để trong nhà, nói rằng là sống sao thì chết vậy. Thế bây giờ đem vô chùa thì lạnh lẽo, không có ai là thân nhân hết. Người ta nói bằng cái gì vậy? Người ta nói bằng cái luyến ái đấy. Và cái chân lý người ta là cái chân lý luyến ái, cột trói cái người này lại và không thấy cái lợi ích. Không thấy cái lợi ích. Quý vị thấy báo còn đăng có những người vợ chết rồi thì đem cái hài cốt lên mới
mới làm thành một cái hình nhân rồi đó là để trên giường để mà ngủ và cho rằng cái đó là yêu thương. Nhưng đây là nó hiện hình cái luyến ái và cái sự tâm tối đắm chìm trong cái luyến ái đó, mà người đời gọi nó bằng sự thủy chung. Người ta ca ngợi cái đó, pháp thế gian mà, pháp thế gian coi luyến ái là đứng hàng đầu, bởi vì nó là cái khởi điểm của một cái niềm khao khát, một cái khát vọng yêu đương. Và người ta gọi rằng đó là pháp khát vọng yêu thương. Thật ra nó là yêu đương, nó không phải là yêu thương. Tức là ta nối kết hai cái đối tượng này lại nha. Và người ta tìm cái người này là cái nguồn hỷ lạc của mình, người kia coi đây là nguồn hỷ lạc của mình. Vì vậy mà khi nào người ta thấy một cái nguồn khác nó hỷ lạc hơn thì ta cho qua một bên. Nguồn này hỷ lạc hơn cho qua một bên, nguồn này hỷ lạc cho qua một bên, hoặc cùng một lúc tất cả đều là nguồn hỷ lạc của người ta. Nó đi con đường hỷ lạc. Hỷ lạc của cái tham, hỷ lạc của pháp bất thiện, nó không phải là hỷ lạc thiện. Cho nên nó rơi vào trong cái giới là phạm giới tà dâm. Vì thấy rõ chưa? Đi vào con đường đó. Và nó rất là khó cưỡng lại, khó cưỡng vô cùng. Vì đây là một cái tập khí. Trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta mê muội để thấy rằng tất cả những cái quan hệ mà nối kết qua lại với nhau này á, là cái trung tâm của đời sống. Mà chúng ta không thấy rằng cái sự tiếp xúc này, cái sự kết nối này đó là để cho nó nâng đỡ và nó làm phát triển những cái sự tốt đẹp trong đời sống chúng ta. Và cái sai lầm này nó không phải đi bằng một cái gia đình, cũng không phải một cái xã hội, cũng không phải một cái đất nước, mà nó đi từ cổ chí kim, từ đông sang tây, là điều phần lớn 2/3 là rơi vào này, 1/3 còn lại thì nó chập chờn, còn cái số người thoát ra rất ít, nó đi bằng con đường nổi kẹt này. Cho nên quý vị thấy không, người ta có sự sai đắm. Mà chúng ta coi những cái phim, chúng ta thấy khi mà một cái tình cảm quyến rũ người ta trước thì quý vị thấy là nó đi bằng hai con mắt. Hoặc người ta đứng rất xa nhưng mà cái con mắt người ta đó là nó giống như bên này là một cái hồ, bên này là một cái hồ. Và khi mà người ta kết hợp lại đó thì người ta chết đuối trong cái hồ đó. Người ta cho rằng đó là một cái tình yêu chân thật và đắm đuối nhất người ta. Đúng là đắm đuối. Mà ta bơi trong cái hồ đó, nhưng người ta đâu có biết rằng đó là cái hồ nước mắt. Và ai đã đi qua con đường của tình yêu và con đường của hôn nhân đều ít nhiều có uống cái nước hồ đó. Và có những người đó chết đuối trong cái hồ đó, ra không có được, bởi vì không hiểu thế nào là cái hỷ lạc bất thiện và cái hỷ lạc thiện đang diễn ra trong cái đời sống chúng ta. Không có nhận ra được đâu, không dễ gì mà nhận ra được đâu, khó lắm. Nhưng mà khi chúng ta biết nhận ra thì nó sẽ thấy ra liền. Và cái sự kết nối để mà đầm thắm yên ổn với nhau đó, chúng ta ghi ra từng sự việc một để chúng ta làm cái bài toán có con số rõ ràng, thì chúng ta mới hiểu rằng nó thuộc về cái phần tham ái này là chính hay cái phần thiện là chính, thì chúng ta hãy nhìn ra. Còn không có nhìn ra được đâu. Cho nên tất cả đều phải làm bằng phép tính rõ ràng. Ngày hôm nay thứ nhất chuyện xảy ra như thế này ghi trung thực vậy, để thời gian xét lại khía cạnh nào thiện, khía cạnh nào bất thiện. Ngày hôm nay mấy việc, ngày mai mấy việc, những cái thước phim đó chúng ta ghi lại, và chúng ta sẽ là cái người coi cái thước phim đó và phân tích một cách hết sức là khách quan, thì chúng ta sẽ nhận ra nơi mình đây cái gì là nó nặng nhất, cái tham ái nặng nhất hay là cái thiện nó nặng nhất, chúng ta sẽ nhận ra.
chúng ta sẽ nhìn ra ngay lập tức. Và chừng khi chúng ta nhìn ra rồi đó thì chúng ta có cách giải quyết. Có cách giải quyết rồi thì chúng ta có đủ năng lực để thực hiện cái giải quyết này không? Không dễ đâu. Không dễ chút nào hết. Tại sao nó lại không dễ? Tại sao nó không dễ khi mà mình đã biết rồi chứ? Khi mình đã thấy nó lặp đi lặp lại rồi mà tại sao không dễ? Nó không dễ. Tại vì tôi thấy cái bàn này tôi có thể di lại bên đây, nhưng mà tôi không đủ sức, thành ra tôi dở lên hoài, tôi dở không có được, lai chuyển không có được, nhúc nhích không có được. Vì những cái pháp bất thiện của tôi quá mạnh cho nên tôi không thể nào lai chuyển được, mặc dù tôi đã biết rõ. Bởi vậy mà sư cô cũng vẫn nói rằng đường tu của chúng ta đó chỉ có con đường tăng lên cái phước thiện và phước trí mà thôi, để cho nó đủ cái lực mà khi chúng ta nhận ra được cái điều gì thì chúng ta cắt được cái điều đó. Còn nếu không đó, luân hồi chúng ta phải trải qua, phải đi như thế, phải đi theo những cái vết hằn trong tâm thức mình. Mà tất cả những vết hằn trong tâm thức này đều chứa những cảm thọ, và đặc biệt là sự thọ hưởng cảm thọ của chúng ta. Biết như vậy để từ ngay từ bây giờ tất cả những cảm thọ khởi lên, chúng ta phải xử lý nó như thế nào, chứ không phải chỉ con đường thụ hưởng mà thôi. Nhưng đây là điều rất khó, bởi vì đây là bản chất của chúng sanh trong cõi dục. Chúng ta là con người, chúng ta sanh ra trong cõi dục thì chúng ta có một cái khuynh hướng thọ hưởng. Bây giờ biểu chúng ta đó tách ra khỏi cái khuynh hướng thọ hưởng này không đơn giản. Nhưng mà không phải là không có cách. Cách đó là chúng ta hãy quan sát, chúng ta hãy thấy rõ, chúng ta phải làm một người khách quan với chính mình. Và nhiều lần sư cô nói rằng chúng ta có cái năng lực đó, bởi vì chúng ta đó thấy cái lỗi của người khác, chúng ta chỉ trích, chúng ta phê phán người khác. Đừng làm như vậy nữa, uổng công mình lắm. Quay lại để thấy mình, để quan sát, để chỉ trích mình, để đưa ra cái lỗi của mình. Đó là phước báo cực kỳ lớn mà mình có thể làm được. Tại sao mình phải nhọc công, phải tốn thời giờ để mà mình lê cái tâm của mình đi theo cái gót chân của người ta, để mà làm những cái điều cực kỳ vô ích và tai hại cho mình? Tại sao không sử dụng cái năng lực đó quay ngược lại về mình? Khi mình sử dụng cái năng lực đó quay ngược về mình là người tự. Ngày hôm nay mình chưa thắng, ngày mai mình chưa thắng, kiếp này mình chưa thắng, kiếp tới mình chưa thắng, nhưng nhất định phải thắng. Vì cái con đường mà cái tâm trí của chúng ta đó quan sát khách quan lại chính mình, thấy rõ, ghi rõ, đếm rõ chi tiết một ra, đó là con đường tiến hóa về tâm linh. Và cái con đường đó là con đường của trí tuệ về tâm linh. Bởi vì chúng ta nhìn một cái tổng thể, chúng ta biết phân tích, chúng ta biết xếp hạng, chúng ta biết phân loại, chúng ta biết đánh giá nó. Nhưng không phải để phục vụ cho người khác vì cái ngã của chúng ta mà chúng ta chỉ trích người khác, chúng ta phê bình người khác. Còn bây giờ để phá bỏ cái ngã chúng ta, chúng ta hãy chỉ trích, hãy phê bình chính mình. Và đây là cái phương tiện để đưa đến sự tiến hóa tâm linh. Hãy làm ngược trở lại thì cái miệng chúng ta không còn nhiều chuyện nữa. Và chúng ta không thả rong cái đời mình, tối ngày hết chuyện cái gia đình bà này tới bà kia, tới ông nọ, chuyện người này người khác người kia. Chúng ta không phí phạm cuộc đời chúng ta như thế, mà chúng ta hãy nhìn vào trong. Bởi vì hàng ngày từ trong cái bất cứ một cái hoạt động gì của chúng ta cho đến cả giấc ngủ chúng ta, thì tiền kiếp nó luôn luôn trở lại và nó khởi lên trong cái tâm ý chúng ta mà chúng ta chưa có kiểm soát hết được. Ngay cả những giấc ngủ chúng ta trong mơ, những cái điều chúng ta mộng tưởng thì nó cũng đều nằm trong cái dòng nghiệp của quá khứ cho đến cái hiện tại này nó đã hiển lộ ra. Mà những cái thước phim này đó cực kỳ phong phú, tại sao chúng ta không đọc những cái thước phim này? Tại sao vậy? Cái cuốn phim đời của chúng ta mà. Và chúng ta sẽ làm rạng rỡ nó khi chúng ta nhìn thấy những cái thước phim này. Thời Đức Phật cho đến cái thời hiện tại này đó, khi người ta chữa những cái chứng bệnh mà y học bó tay, thì người ta cũng đi về con đường tâm linh này mà. Người ta cũng dẫn một cái người mà hiện tại đang là bệnh tật đấy, bệnh nhân đây,
đi về trong cái hộ kiếp của mình và đi lui lại trong cái quá khứ của mình để biết tại sao ngày hôm nay mình bệnh như thế này. Và khi người ta giải thích được đó, và chính người này khi trở về thấy lại được cái đó, thì khi người ta tỉnh lại bệnh hết luôn. Cho nên cái này trong cái pháp nhà Phật đó, khi mà nói là sám hối đó, thì bao giờ cũng vậy, mình phải biết rõ mình đã có cái lỗi gì, chứ không có lờ đi được. Lờ đi là sự đấy. Cho nên pháp thiện chúng ta làm chúng ta cũng phải biết rõ. Mà pháp bất thiện chúng ta đã làm, lúc chúng ta làm chúng ta tâm tối là làm. Nhưng cái sở hữu tư này đó, khi nó hoạt động nó tính toán ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta thấy nè, không phải những người xấu ác mà người ta kém trí về thế gian. Sư cô nhớ là không biết rồi, đi qua bên hình như bên Đức đó. Đức là thị sĩ vừa quên rồi. Người ta dẫn tới coi một cái chỗ đó. Trước đây nó chỉ là, nó là một cái chỗ để sửa cái xe vận tải, tức là những cái xe tải lớn đó, tới đó đi chữa. Nhưng mà đó là cái miệng hầm để nó đi vào trong một cái ngân hàng. Và khi mà cái người ta làm cái đó là ta đi vô ngân hàng, người ta lấy hết cái đó ra mà hệ thống báo động không hề biết, mà những cái người canh gác đó không hề biết. Và nó chở bằng xe tải đi ra. Và bây giờ người ta vẫn giữ lại một cái đường hầm như thế mà xe tải có thể vào được, điện đóm đầy đủ hết và cái điều kiện rất là an toàn. Như vậy phải là những người kỹ sư cầu đường rất giỏi mới làm được, chứ những cái người mà tai mơ không có thể làm được. Thành ra cái trí thế gian người ta rất là giỏi chứ không phải là không giỏi. Càng giỏi chừng nào mà nó không định hướng bằng tâm linh thì nó càng đi điều ác chừng đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại không có sử dụng? Không có sử dụng kể cả cái trí thế gian chúng ta để nhận biết, và kể cả cái tâm linh chúng ta để xác định rằng đây là con đường tốt hay là con đường không tốt. Tại sao không xác định? Bởi vì cái khả năng mà khi chúng ta chết, cái khả năng chúng ta rơi vào trong cái quỷ khổ này là cái khả năng mà phải nói là quá thân thiết. Mấy ai đã thoát ra được? Cho nên một cái dứt dắt trong cái suy nghĩ chúng ta, nó chỉ cần lệch qua một cái là thôi rồi. Sư cô vẫn nói giống như là mình đi trên những cái highway, là những cái đường cao tốc ở nước ngoài, có khi đó mình chỉ cần rẽ qua chút xíu và mình đi 6 tiếng đồng hồ mới quay trở lại được. Nó đi một con đường là nó đi luôn như thế, 6 tiếng đồng hồ mới quay được. Thì cuộc đời của chúng ta vậy, chỉ trong một cái zig zag thôi. Chúng ta là trong một cái zig zag thôi, nó sẽ đi. Nó không phải hai con đường song song, mà nó là con đường lệch, cho nó gọi là con đường tà. Ý chừng lệch như thế này, bắt đầu từ cái khởi điểm nó lệch rất ít, nhưng mà cứ thế mà nó lệch mãi. Bởi đây là con đường chánh, con đường này cứ lệch, nó cứ đi thế này. Nó đi càng lúc nó càng xa con đường chánh. Bắt đầu có một chút xíu thôi. Vì thế tà dâm cũng bắt đầu có một chút xíu thôi. Khi người ta bắt những cái người cha mà hãm hiếp chính con của mình rất nhiều lần, rất nhiều năm, không phải một lần, thì khi người ta hỏi đó, người này trả lời một cách có lý luận rằng tại làm sao mà tôi trồng một cái cây mà tôi không được hưởng cái cây là sao? Thì thấy bắt đầu một cái lệch trong suy nghĩ không? Tôi trồng cái cây mà tôi không được hưởng sao? Không, cho nên cái tà nó có nghĩa là lệch chút xíu thôi. Nó lệch mãi. Rồi chúng ta thấy cái tà của người vợ đây. Bây giờ biết cái người này nó độc ác, nó không phải như con người đây. Nhưng nếu mà nói ra nó giết, với cả mẹ lẫn con thì sao? Và mình sợ hãi, bởi vì dầu sao nó cũng làm ra tiền, mình làm ít hơn, không thể nuôi con được. Tại sao mình cứ phải sống trong ô nhục, sống trong cái tâm tối, sống trong cái địa ngục kéo dài, mà ra khỏi địa ngục sợ chết là sao? Cái chết trong địa ngục là thấy rõ. Nó không còn những sầu héo về sắc pháp, mà nó còn tâm tối trong cái nội tâm, nó đưa vào cái con đường mà nó gọi là đi tới cái quỷ hoại và là cái tử huyệt mà thôi. Mà tại sao không dám đi ra? Hãy hỏi mình, tại sao không dám đi ra? Cho nên á, quý vị thấy không? Suy nghĩ lệch vậy, cho nên á, chồng nó hãm hiếp đứa con thứ nhất rồi đứa con thứ hai. Thấy như vậy mà không dám làm gì cả. Này, chúng ta hãy thấy một cái câu chuyện
ngay trong cái hiện tại này, một người đàn bà ở cái miền rừng núi, là cái gia đình của người ông anh của anh ta, giữa hai bên có tranh chấp về một chút cái đất đai thôi. Nhưng mà người anh thì đúng, thì ông ta đã tìm cách để giết cái đứa con của người anh. Đứa con này nó còn nhỏ thôi, 8-9 tuổi gì đó. Thì khi đứa nhỏ mất tích không ai biết rồi, thì cái người này nè, tự nhiên linh cảm nó có một cái gì đó, vì thấy ông chồng mình bất thường. Cuối cùng tra hỏi thì ông nói ông giết. Thì cô này còn mới suy nghĩ, nếu mà bây giờ mình làm thinh nó, mai mốt nó giết chết những đứa con của ông anh nữa sao, là anh của nó, tức là anh chồng. Mà bây giờ nếu mà mình nó báo cho anh biết rồi báo cho công an biết đó, thì là như vậy đó, là ai sẽ phụ mình để nuôi mấy đứa con. Nhưng mà cuối cùng người này đã báo cho ông anh biết và báo ra công an để bắt người chồng. Thì khi người ta hỏi thì người ta hỏi chứ bà không sợ khổ sao, một mình phải nuôi 5 đứa con. Rồi đó là gây nên cái sự bất hòa giữa hai cái gia đình anh em. Rồi cái khi nó ở tù về nó giết bà thì sao? Bà nói tôi không biết, nhưng tôi không muốn thêm một đứa nhỏ nào chết nữa cơ. Bà đã nói bằng cái gì vậy? Nói bằng cái thiện. Mà trong đó đó, cái người đàn bà ở cái vùng miền núi này không biết một chữ nhất mộ, không biết tới Phật Pháp, nhưng thiện trí cực kỳ mạnh. Cái thiện trí mạnh đã giúp cho người này nói rằng tôi không muốn một đứa nhỏ nữa chết. Nhưng mà cái điểm gần để mà người này có thể phát lên được cái trí huệ về tâm linh của mình đó, chính là cái tình của mình đối với các con, các cháu của mình. Bởi vì hằng ngày nó qua đây nó chơi với con mình đó, mình vẫn cho nó ăn, mình vẫn coi nó như con của mình. Mà con mình qua nhà ông anh thì bên nhà ông anh cũng cho nó ăn như vậy, cho nên là thương mấy đứa nhỏ như con. Cái nguyên nhân gần là thương như con, nhưng cái sâu xa là cái trí tuệ tâm linh, để cho cái người đàn bà này nè đủ cái dũng và cái tuệ để quyết định rằng là phải đưa cái kẻ thủ ác này ra để nó chấm dứt cái ác nghiệp của nó. Nó không còn cơ hội để nó làm. Còn mình, cái người đàn bà con mình hằng ngày phải lâm vào cảnh khốn nạn như thế, mà mình vẫn không có đủ cái tình thương để đưa con ra khỏi sao? Một cái đứa trẻ phải chịu đựng như vậy khủng khiếp đến giường nào, mà mình để con mình đó trong cái bóng tối của sự kinh hoàng đó, mà mình cân nhắc mãi vì cái chỗ ăn chỗ ở, vì cái sự an toàn của chính mình sao? Để đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai, đến khi đứa con thứ ba tự tử rồi thì người ta mới bắt được. Thì lúc đó đó mình mới bừng tỉnh sao? Chưa đâu. Cho nên con người ta đó phát xuất từ cái trái tim của mình, và cái trái tim trong sạch này đây, và trái tim đúng là cái màu máu hồng của nó, thì nó chan hòa một cái tình thương. Và từ đó là cái khởi điểm của cái sự thiện lành, để nó tạo nên sự sáng suốt. Và khi sáng suốt thì nó có đầy đủ cái dũng lực của nó. Nó mạnh, nó là kim cương để nó cắt đứt tất cả những cái pháp bất thiện. Còn nếu không, trong cái đời thường đó, chúng ta lại đi vào con đường tà. Cái người đầu tiên đó đã nghĩ lệch, đã đi sai rồi, mình đi đằng sau để ủng hộ, mình ác hơn chứ à. Tại vì mình là cái người có thể chấm dứt cái đường tà của người này, mình có thể chấm dứt cái sự đau khổ của con mình, mà mình nhẫn tâm không chấm dứt cái này, có phải mình ác hơn không? Mà mình nói rằng đó là cái chữ nhẫn của mình phải không? Coi lại đi. Cho nên cái tâm mình đó, nó sâu lắm vậy. Giữa pháp thiện và pháp bất thiện, nó như hai cái làn nước, nó cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Nó cực kỳ mềm mại, nó đảo lộn như vậy. Chỉ có trí tuệ của mình mới tách ra. Mà làm sao có trí tuệ? Làm từ cái việc thiện nhất, làm từ cái điều tốt nhất, làm từ cái tình thương của mình. Tình thương trong pháp thiện lành của mình, thấy con mình khổ, phải đưa con mình ra khỏi cái khổ. Thấy anh chị mình khổ, phải đưa anh chị mình ra khỏi cái khổ. Mất một đứa con đau đớn biết giường nào. Nếu mình âm thầm như vậy
nó sẽ giết một người con thứ hai của anh mình nữa, thì cái sự đau đớn này nó sẽ ra sao? Cho nên từ cái tình thương mà ta phát sanh lên sự sáng suốt, phước này xứng đáng là phước thiện và phước trí. Đâu có ai cho mình đâu, không có ai cho mình cả. Hãy sống bằng yêu thương, cái sự yêu thương này nó mở ra, mở ra sự sáng suốt. Người này chưa có đủ cái tình đối với con, nhưng mà dư cái tình đối với bản thân mình, để làm cho cái sự sai lệch tiếp tục sự sai lệch, để làm cho địa ngục khoét sâu cái địa ngục hơn nữa, do một cái chỗ thiếu sáng suốt mà thôi. Chúng ta qua tới cái quả quỷ thứ 20. Ngạ quỷ này tên là chắc tá cá, có cả mấy muôn, tức là loại này rất nhiều đó. Thân hình ốm gầy, còn da bọc xương, đói khát dị thường, sống lối 90 kiếp quả địa cầu mà không có quần áo cơm nước chi cả. Đói khát đến nỗi đứng lên té xuống, mệt xỉu ngất người, khóc than thảm thiết. Nhân đã gieo, quỷ này kiếp trước thở Đức Phật Vipassi, là người giúp việc làm phước cho ba vị thái tử để dâng cúng vật thực đến Đức Phật và 10 muôn chư tăng. Nhưng khi nấu chín xong, chưa đến giờ thọ trai, Đức Phật và chư tăng chưa tới, con khóc đòi ăn. Ban đầu múc bới cho vợ con ăn chút ít, sau rồi họ cũng lấy ăn theo, lấy vật thực để dâng cúng lên Đức Phật và chư tăng, nhưng họ ăn trước. Do tội ăn trước vật thực dâng cúng cho chư tăng, nên khi chết phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời, còn sót quả phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Đây là câu chuyện rất là dài, mà đây người ta chỉ đưa mới có một hình ảnh thôi. Nói tới là 84.000 cái loại quỷ này, và nó phải chịu 90 kiếp quả đất vậy. Cũng chỉ vì cái chuyện mà đi vào chùa đó, là coi như là làm không có đúng pháp. Nên lần sau sư cô sẽ giảng thêm. Bây giờ mời tất cả chúng ta nghĩ vậy nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến chúng sanh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài tỉnh xá chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng, luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp thí đến chư thiên, ngưỡng cầu các thân chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi điện thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiến về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa tự ẩn náu phương hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, tiền nam tinh nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an thương, chúng sống.
thổ truyền quanh tòa này, cầu cho hưng thạnh lâu dài, phát triển tri thức các ngài mở mang, Phật tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại đem phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kém mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con ứng hóa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Hồi hướng sau bài pháp, chư thiên trong tịnh xa nơi đền tháp Bồ Đề, quảng chú sư đó đây được cung dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này, tùy theo thượng trung hạ gia chủ và thí chủ, cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận, cùng các Phật thủ lãnh và tất cả chúng sanh, hãy đều được an lạc, hãy sinh cùng bản sinh, phát sinh hóa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, quyền pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi mừng, mẹ cha thầy tổ thân nhân, tiện tiền quá đáng trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý phục, Di Đàm Lô Nha, Di Đàm Hô Tu Su Thi La Bồ Nha Tha Yô, Di Đàm Lô Nha, Di Đàm Hô Tu Su Thi La Bồ Nha Tha Yô, Di Đàm Lô Nha, Di Đàm Hô Tu Su Thi La Bồ Nha Tha Yô, Di Đàm Ba Ma Đề Bồ Nha Tha Sa Va Tha Ya Va Hô Tu, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi